Hành động của mẹ hung thủ Nguyễn Văn Kiên sau biến cố cha du xê Trần Ngọc Thanh OP. Thành Lâm mến chào cộng đoàn, vụ việc cha du xê Trần Ngọc Thanh OP bị sát hại là một mất mát lớn cho giáo hội Việt Nam và nhà dòng. Trong thánh lễ cầu nguyện ngày 4 tháng 2, tác giả bài viết cho đây là sự lạ và chia sẻ những hành động của mẹ anh Kiên cho cộng đồng. Tác giả Khánh Nguyễn, anh viết, chỉ là một sự trùng hợp. Ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 Tết 2022, lúc 9 giờ sáng, cha xứ và các cha cộng đoàn Đa Minh về giáo họ Salon sân lễ cầu nguyện cho linh hồn du xê cha Nguyễn Ngọc Thanh. Tôi có quay video và chụp hình những phần. Một là video và chụp hình cha đọc thư chung của Đức Cha về việc ra đi của cha du xê Thanh. Hai là video và chụp hình bài giảng của cha sau công bố tin mừng. Ba là video và chụp hình cha bề trên dòng Đa Minh mời người mẹ của anh Kiên, người sát hại cha, lên phát biểu trước cộng đồng trong thánh lễ. Trước chúc bình an ra về, vì bà ấy đau khổ, xin cha nhiều lần để được tạ lỗi với cộng đồng dân Chúa. Bà ấy nghẹn ngào trong nước mắt và quỳ trước bàn thờ chỉ biết xin lỗi Thiên Chúa, các cha và cộng đồng dân Chúa vì mình đã sinh ra một nghịch tử vô đạo, nghe thật xót xa. Và tôi chú ý nhất là quay video chụp hình này để về cá nhân xem lại, chứ không có ý định đưa lên mạng xã hội đoạn video này. Tôi nghĩ đưa hình ảnh của bà ấy lên không được hay. 4 là video và chụp hình cha Đa Minh và bà con giáo dân thử nghiệm lại hiện trường cha du xê bị sát hại. 5 là video và chụp hình cộng đồng lên thắp hương cho cha. 4 video và hình ảnh rất bình thường, không lỗi bất kỳ video hay hình ảnh nào, rất đầy đủ. Riêng chỉ có video và hình ảnh số 3, về mở xem không có một ảnh nào, và nhất là video không có hình ảnh gì, màn hình tối chỉ một màu đen. Thật đầu tôi nghĩ do máy của mình bị lỗi, tôi tìm những hình chụp thì không thấy bất kỳ ảnh nào được chụp khi mẹ của Kiên tạ lỗi. Từ hôm đó tôi cũng không hiểu tại sao. Lỗi video thì tôi thấy bình thường, nhưng hình ảnh chụp lại không có bất kỳ ảnh nào liên quan đến bà mẹ đau khổ ấy. Không hiểu vì sao, băn khoăn hôm nay đưa lên ai hiểu gì giúp tôi giải thích khỏi băn khoăn. Video công bố thư chung của Đức Cha không đăng chung vào được, tôi sẽ để bên dưới bình luận. Rất nhiều khán giả đã bình luận chia sẻ dưới bài viết của anh. Chị Nguyễn Ngọc Anh bình luận. Vâng, có lẽ ý cha không muốn để hình ảnh của người mẹ đang đau khổ ấy lại bị dày vò. Nhưng trong thâm tâm bây giờ, có lẽ người đau khổ nhất vẫn là những người làm cha làm mẹ. Họ còn đau khổ và cảm giác tội lỗi này sẽ không bao giờ phai nhạt. Nó sẽ đeo bám cả đời đó anh, thật tội nghiệp. Chị Tuyết Lanh bình luận. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, trước khi hôn mê, cha Thanh đã nói tha thứ cho họ rồi, không quay được video mẹ của Kiên cũng là chuyện tốt để cho người mẹ đau khổ đó được yên. Chị Anna Nguyễn bình luận, ý Chúa đó anh ạ, đem yêu thương và nơi oán thù, hãy tha thứ cho nhau. Người mẹ có đứa con gây ra sự việc như vậy, họ cũng rất đau khổ. Chú Phan Thanh Tâm bình luận, dạ anh, chuyện này em xin được kể về câu chuyện của em, cũng bị mất hình như anh. Năm 2020, em đi hành hương Israel. Lúc vào mộ Chúa, không được chụp hình, lưu lại những gì ở trong mộ. Nhưng em vẫn làm liều, em đã lén chụp. Lúc đó trong mộ thiếu ánh sáng nên em có mở flash để chụp. Em chụp cho hai cha ngay cạnh em nữa, được mấy tấm hình rất quý giá đối với em. Nhưng sau đó khi bước ra khỏi mộ Chúa, em mở hình trong điện thoại ra cho hai cha xem lại thì hình vừa chụp đã không còn trong máy. Các cha nói với em là do ý Chúa, nên lúc đó mọi người đọc kinh và cầu nguyện theo thánh ý Chúa. Em nghĩ việc anh mất hình ảnh và video cũng như vậy ạ. Chị Ngọc Tâm bình luận, có lẽ cha du xê Thanh không muốn thấy vậy đâu.
Một người mẹ có đứa con như vậy đã đau khổ lắm rồi. Đứng trước cộng đoàn nói đau hơn. Tỷ dụ bạn quay để lưu lại một mình bạn xem, nhưng lỡ bị phát tán ngoài ý muốn, người mẹ ấy sống sao nổi. Người chết nối linh thiêng vào đời, người chết thì linh hơn người sống. Cộng đoàn có quan điểm gì về chuyện này, bình luận nhé. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha Giuse, ban ơn nâng đỡ tới những người ở lại. Amen.